20 năm nay, những suất cơm từ nhóm thiện nguyện Tuyết Phong của chị Cao Thị Ánh Tuyết vẫn luôn được lan tỏa tới mọi người như vậy. Làm công việc thiện nguyện nhiều năm, chị Tuyết chỉ mong có thể duy trì được nồi cơm này càng lâu càng tốt. Chị Tuyết sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, thuở nhỏ cuộc sống của gia đình chị cũng vô cùng khó khăn. Một mình mẹ không thể lo nổi bữa ăn cho 5 chị em. Gia đình chị Tuyết được một bà hàng xóm giang tay giúp đỡ để vượt qua. Hình ảnh ấy đã thôi thúc chị Tuyết làm việc thiện để giúp đỡ các hoàn cảnh nghèo. Từ suất cơm chúng tôi là đi chợ từ sáng, sau đó về sơ chế đồ ăn và đến 1-2 giờ thì bắt đầu chúng tôi vào xào lẩu để đến 4 giờ đóng cơm và 4 rưỡi đi phát cơm. Cơm chúng tôi là cơm từ thiện và từ thiện nó là từ tâm. Trong nhóm chúng tôi thì cũng không ai giàu có cả, nhưng bớt chút, đứa nào cũng thế, ví dụ như hôm nay là bớt chút chi tiêu ra để đóng góp vào những cái suất cơm này. Thế mà chúng tôi duy trì thì nghĩ là sẽ mãi mãi, đến khi nào không đủ sức thì mới dừng lại. Những suất cơm ấm nóng không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn gói ghém tình tương thân tương ái, được chị và các cộng sự phát tận tay những người nghèo, người vô gia cư, bệnh nhân ở các bệnh viện. Ấm lòng được nhận suất cơm từ thiện này thì thấy là rất phấn khởi. 6 năm qua tôi rất là cảm ơn cô Tuyết vì cô đã giúp tôi rất là nhiều. Nên tôi chỉ có một câu chân thành cảm ơn mọi người và cũng cảm ơn cô Tuyết rất là nhiều. Chị Tuyết thì luôn giúp đỡ mọi người bằng một cái tâm của mình. Chị là người có tâm, có đức. Thế nên là những cái đấy của chị để cho chúng tôi cũng muốn học hỏi và muốn đi theo chị để giúp đỡ được cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người làm việc thiện mang lại một bông hoa đẹp cho đời. Hy vọng rằng những suất cơm, những việc thiện mà chị Tuyết đã làm sẽ ngày càng được lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng. Thank you.